Xin chào các anh em của Johnny Sport. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một người đi rừng xuất sắc của Liên minh Huyền thoại Việt Nam và hiện tại đang là tuyển thủ duy nhất của Việt Nam thi đấu ở nước ngoài. Nói đến đây, nếu các bạn là một người theo dõi Liên minh lâu năm thì cũng biết người ấy là ai rồi đúng không nào? Còn nếu các bạn không đoán được thì ở phần tiêu đề của video này cũng nhắc tới tên của người đó rồi ạ. Anh ta chính là Sọp. Thôi, không làm các bạn mất thời gian nữa, chúng ta hãy bắt đầu vào video nào. Trước tiên chúng ta hãy nói qua về tiểu sử của Sọp. Sọp tên thật là Lê Quang Duy, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1998 tại Hà Nội. Sọp bắt đầu chơi Liên minh Huyền thoại từ lúc còn là một cậu bé 13-14 tuổi. Khi ấy, server Đông Nam Á là nơi mà Sọp leo rank và đạt cột mốc Elo 1750 chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Khi ấy, cộng đồng game thủ Liên minh đã phát sốt khi chứng kiến một thần đồng tuy còn rất trẻ nhưng mà lại là chuyên gia trong việc đi bán hành cho các anh lớn. Thế rồi, với kỹ năng điêu luyện và năng lực sáng chói của mình, Sọp bắt đầu được các đội tuyển eSports để ý. Nhưng Game TV là cái tên đầu tiên nhận được cái gật đầu của thần đồng nhỏ tuổi. Sau khi cùng Game TV tham dự đấu trường danh vọng 2, Sọp đã chuyển sang Fullui. Đây chính là bến đỗ mà người hâm mộ nhớ đến nhiều nhất khi nhắc đến tên Sọp. Ngày đó, Fullui là tập hợp của những game thủ trẻ và hay nhất khu vực Hà Nội với Shin, Sọp, Lolita hay Easy Nam. Ngay từ giải đấu đầu tiên tham dự là Hành trình Huyền thoại 2013. Fullui đã để lại dấu ấn không thể quên được của mình. Họ đánh bại Sài Gòn Jokers, một thế lực rất hùng mạnh và bất bại ở thời điểm đó, ngay từ những vòng đấu đầu tiên, rồi băng băng một mạch đến trận chung kết. Cuối cùng là lên ngôi hoàn toàn xứng đáng với một lối đánh hoa mỹ, sáng tạo và đầy mãnh liệt của tuổi trẻ. Ngoài ra, lối chơi của Sọp vô cùng khó đoán khi anh có thể thi đấu được rất nhiều vị trí như xạ thủ, đường giữa và cả rừng. Sau giải đấu này, Fullui được coi là đại kình địch duy nhất của Liên minh Huyền thoại Việt Nam có thể đấu lại với Sài Gòn Jokers. Riêng bản thân Sọp cũng được cộng đồng fan hâm mộ Liên minh công nhận là một trong những tuyển thủ hay nhất và có khác biệt so với phần còn lại. Nhưng thời kỳ đỉnh cao nhất của Fullui là mùa hè năm 2014 khi họ tham gia GPL. Với sức mạnh của mình, họ dễ dàng lọt vào trận bán kết của GPL. Thế nhưng, thật đáng tiếc là Sọp và Dẹp khi đó đã phải nhận án phạt cấm thi đấu do chưa đủ 17 tuổi. Qua đó, AHQ đã giành được một chiến thắng miễn phí trước một đại diện rất hùng mạnh đến từ Việt Nam. Đó là một kết quả đáng tiếc nhưng một phần nào, điều đó càng làm cho tên tuổi của Sọp nổi lên như cồn và được cộng đồng quốc tế chú ý. Rõ ràng là phải như thế nào thì một cậu bé chưa đủ 17 tuổi mà có thể dẫn dắt cả đội tuyển của mình tới bán kết của một giải đấu quốc tế lớn. Không để cho các khán giả chờ lâu, ngay sau khi đã đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp, Sọp nhận được lời mời gia nhập 3 đội tuyển của Đài Loan, trong đó có cả AHQ và FlashWolf, hai cái tên đang thống trị khu vực này ở thời điểm đó. Và FlashWolf là sự lựa chọn của Sọp. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, tuổi tác vẫn là chướng ngại đã khiến cho thần đồng của chúng ta không thể xin được visa. Cuối cùng, Sọp tiếp tục ở lại trong nước, thi đấu và tỏa sáng như thường lệ, khiến cho bao đội tuyển phải thèm khát. Sau này, Sọp còn tiết lộ một bí mật rằng cũng có một vài đội tuyển ở LCS đã từng liên hệ với cậu, nhưng sau khi kiểm tra thử thì không phù hợp về mặt lối chơi cũng như ngôn ngữ. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, và tháng 5 năm 2016, Sọp chính thức ký kết hợp đồng và gia nhập Snake Esports, một đội tuyển ở LPL, và còn trở thành ngoại binh đầu tiên ở khu vực này mà không phải là người Hàn Quốc. Sau một mùa giải không mấy thành công với Snake Esports, đứa nổi cho cậu là danh hiệu tân binh xuất sắc nhất năm ngay trong mùa thi đấu đầu tiên. Và vào mùa hè năm 2019, Snake thay đổi nhà tài trợ và đổi tên luôn thành Lightning Esports. Ở mùa giải đó, Sọp đã xuất sắc khi cùng Lightning vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 7 với 8 chiến thắng và 7 trận thua. Sau đó, Lightning đã đánh bại Invictus Gaming với tỷ số 3-0 ở trận playoff trước khi dừng bước trước Á quân Royal Never Give Up với tỷ số 1-3. Lại thêm một mùa giải trắng tay đối với một người đi rừng tài năng như Sọp. Nhưng trái với thành tích thi đấu không mấy khả quan của mình, Sọp lại là một trong những người trẻ nhất có được thứ hạng thách đấu trên cả máy chủ Việt Nam, Đài Loan và Hàn Quốc. Có những thời điểm mà Sọp đã leo lên top cao của thách đấu Hàn với ping gần 100. Có nhiều cao thủ Hàn Quốc cho rằng Sọp là một trong những người chơi Grace hay nhất máy chủ ở Hàn. Hơn thế nữa, Sọp được báo chí Trung Quốc tôn vinh như một trong những cá nhân tiêu biểu của việc xây dựng lối đi rừng khoa học. Rất nhiều trào lưu trong thi đấu chuyên nghiệp được Sọp sáng tạo như Hecarim bỏ đồ đi rừng, Olaf dây chuyền chuộc tội và trở thành một chiến thuật rất thú vị mà rất nhiều đội tuyển đã áp dụng trong đấu giải. Sang đến mùa xuân năm 2020, Sọp gia nhập Sunning Gaming và trở thành đồng đội Sword Art, tuyển thủ hỗ trợ rất thành công và có nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong màu áo của FlashWolf. Thế nhưng, đội hiện tại của Sunning Gaming khá mỏng vì sự ra đi của SMLZ và đặc biệt là Maple. Điều đó đã được chứng minh qua 2 trận thắng và 3 trận thua ở LPL xuân 2020. Với đội hình và chiến thuật hiện tại của Sunning, chúng ta thấy đội tuyển này có nét tương đồng với Snake Esports hay Lightning khi họ không có một tuyển thủ nổi bật nào đủ sức dẫn dắt lối chơi của cả đội và sẵn sàng gánh team bất kỳ lúc nào cần thiết.
Với một người chơi đi rừng mang thiên hướng ăn thịt, xâm lăng và gây áp lực rừng đối phương như Sọp, việc các người chơi đường đơn bị thua lên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiến thuật cũng như lối chơi về sau của toàn đội. Khi mà các mục tiêu lớn như Baron hay Rồng sẽ được ưu tiên nhắm tới, khi đó một mình Sọp không thể nào phát huy hết khả năng của bản thân để cạnh tranh các mục tiêu lớn trên bản đồ khi mà đồng đội của anh quá thua thiệt về trang bị cũng như cấp độ so với đối phương. Với một đội hình không có siêu sao, dàn tuyển thủ ở mức tầm trung thì rất khó cho Sọp để vực dậy cả một tập thể được. Do đó, với sức mạnh hiện tại của đội tuyển, một vị trí trong top 3 để có tấm vé tham dự chung kết thế giới là một bài toán rất nan giải đối với San Ninh, bởi vì LPL còn rất nhiều đội tuyển mạnh. Sở hữu một dàn tuyển thủ đồng đều những siêu sao có khả năng tạo đột biến như IG, FPX, RNG hay ngựa ô mùa giải năm nay E-Star hay Zhenong Gaming là đội tuyển cũ của Levi. Do vậy, với một tuyển thủ tài năng như Sọp, trở về Việt Nam và gia nhập các đội mạnh của VCS là một điều nên làm. Vì trong mấy năm trở lại đây, VCS đang nổi lên là một trong những khu vực mạnh của thế giới, có thể đạt trình độ tiệm cận với LCK, LPL hay LEC. Điều này có thể thấy rõ ở sân chơi quốc tế như MSI hay chung kết thế giới, khoảng cách trình độ của các đội VCS với các đội ở khu vực mạnh khác là không quá khác biệt. Thậm chí, chúng ta còn giành chiến thắng trước các đại diện đến từ Hàn, Bắc Mỹ hay châu Âu. Do đó, VCS là một lựa chọn khá tốt để Sọp quay trở lại. Thay vì cứ cố gắng chịu đấm ăn xôi, thi đấu cho các đội tuyển bình thường ở LPL thì rất uổng phí cho một tài năng, vì khả năng các đội tuyển đó giành được một tấm vé đến với chung kết thế giới là rất thấp. Nếu trường hợp Sọp về Việt Nam thi đấu, đội tuyển anh nên gia nhập có thể là Team Secret hoặc Team Flash, vì hiện tại, GAM dường như không có đối thủ trong cuộc đua đến chức vô địch VCS. Ngay cả Team Flash, đội được đánh giá là 1-9-1-10 với GAM, cũng đã nhận thất bại trước GAM, và đội hình thi đấu của Flash có phần hơi bất ổn, vì có những trận họ đánh rất hay, nhưng cũng có những trận họ để thua một cách nuối tiếc. Cũng giống như Team Flash, Team Secret có phong độ thi đấu không được ổn định. Nếu Sọp gia nhập một trong hai đội tuyển này, đồng thời đội tuyển đó sẽ có một số sự thay đổi trong đội hình, thì VCS của chúng ta sẽ xuất hiện thêm một Super Team và trở thành một đối thủ nặng ký của GAM. Đến lúc đó, fan hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài giữa hai người chơi đi rừng xuất sắc nhất của Việt Nam là Levi và Sọp. Cũng chính vì sự cạnh tranh đó sẽ làm nâng cao trình độ, tâm lý thi đấu của các đội VCS và khi ra thế giới, chúng ta có thể bắt kịp trình độ của các đội LCK hay LPL. Ngoài ra, nếu Sọp về Việt Nam, một tấm vé tham dự chung kết thế giới hay một danh hiệu lớn sẽ là mục tiêu trong lòng bàn tay đối với một tuyển thủ tài năng như Sọp. Nếu các bạn có bất kỳ ý kiến nào xin hãy comment bên dưới để chúng ta cùng nhau tranh luận nhé. Và cũng đừng quên cho Johnny Sport một like và một subscribe để cho kênh ngày càng phát triển và cho ra những sản phẩm chất lượng nhất cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.